Lô tất cả anh em nhá, chào mừng tất cả anh em quay trở lại clip của mình và chúc toàn thể anh em có một buổi trưa xem clip vui vẻ. Vâng, ngày hôm nay thì hiện tại tôi đang có mặt ở xe bảo tàng Long, đang có mặt ở Tây Thành Đô anh em. Đang xem hai cao thủ này chồng tứ linh. Vâng, nói đùa thôi anh em, không phải là tôi xem để chồng tứ linh để làm gì cả. Thì hôm nay thì tôi sẽ đây. Nội dung chính đây anh em. Đây. Thì hôm nay thì tôi có mượn một cái ác của chủ ác của in game, đó là kho vàng Phú Thọ. Vâng. Chủ ác là Phú Thọ, đợt trước báo nhầm bên Mỹ, hơi buồn cười. Ok anh em, thì sẽ có một cái câu hỏi, đây tôi sẽ trả lời cái câu hỏi ông nọ của anh em. Mà anh em hỏi là tại sao mà khi mà một số nhân vật rõ ràng nam tiêu chuẩn soi lên thì nó thành nam khuy ngô. Bởi vì đơn giản một điều là, cái gì đấy, tôi biết, ông này ra cướp à. Bởi vì đơn giản một điều anh em, bởi vì là khi mà tôi soi nhân thông tin nhân vật thì tôi cầm ác nam khuy ngô thì đương nhiên là cái trang bị được hiển thị lên sẽ là nam khuy ngô anh em nhé. Ok, thì nội dung chính hôm nay không phải là đi soi nam khuy ngô, nam tiêu chuẩn gì cả, mà hôm nay thì tôi sẽ làm clip đó chính là tổng hợp tất cả những vũ khí huyền thoại nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ 2, những vũ khí mạnh nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ 2 anh em, tức là những vũ khí người ta gọi là nguyên tử một thời đấy anh em, tổng hợp từ năm 2008-09 gì đó, không biết là từ 08 nhá, có chưa, đã có ông nào giám định chưa, nhưng mà nói chung là nó là như vậy anh em, những cái vũ khí huyền thoại cho đến bây giờ. Ok, thì không nói nhiều nữa, thì bây giờ tôi sẽ đi vào trong đây. Vâng, soi một lượt lại anh em. Ác này chính là cái ác mà tổng hợp gần như là đầy đủ nhất anh em. Và cái ác này thì theo tôi được biết hiện tại tổng hợp được khoảng 96,69% vũ khí rồi. Và chỉ còn thiếu một số cái vũ khí, hình như là một hai cái vũ khí, ví dụ như là của Hiệp Độc này, giàn đao hủy sinh lực, mà anh em nhớ là ngày xưa mà khi mà Hiệp Độc Hồ Nhất Đao đã từng đeo ấy. Đấy, thì hiện tại của Hiệp Độc là chưa có, còn những hệ phái khác thì đã rất là đầy đủ trong đây rồi. Và đặc biệt ác này thì tôi sẽ soi cho anh em, đó là sự xuất hiện đến từ Xét Kim Xà Tướng Giao Dịch Được. Vâng, ở đây ác này thì nói chung là chủ ác họ muốn lưu đồ làm kỷ niệm thôi, chứ không phải là để bán biết gì cả. Và thứ hai là tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới chủ ác đúng không ạ, đã cho tôi mượn để làm review lại cái clip tổng hợp này cho anh em, toàn thể anh em. Vâng, đây thì sẽ là một những cái gọi là nguyên cái tôi thề với anh em này. Anh em cứ thử hình dung nguyên cái dương này nhá, anh em cứ bán lẻ, vâng, không phải bán lẻ mà nói chung là anh em cứ ấy đi, tức là anh em tính tiền từng cái đi. Tức là bây giờ ví dụ như thế này nhá, tôi ví dụ đơn giản nhá, ví dụ cái thương này, đại hào lối thương bỏ qua phòng ngự 19% này, ví dụ bây giờ trên thị trường là hiện tại là có 2-3 cái thương, thì hình như là 3 thương bỏ qua 19 hay là 22 gì đó rồi đấy. Thì ví dụ như là những cái đồ tâm huyết này thì đa phần là nó không có giá trị về mặt vật chất, nhưng mà đại gia họ sẽ mua. Tức là ví dụ như là một số anh em sẽ chơi lại, sẽ chơi kiểu như là sẽ chơi lập một dương ra thương để kiểu làm ác kỷ niệm ấy. Do vậy là những cái đồ này này anh em mình dùng nhá, bán vẫn có giá trị tiền triệu là chuyện bình thường. Vậy tính ra này, tôi khẳng định với anh em là full những cái vũ khí này, nguyên tử từ đầu đến đít ở trong cái dương này này, tôi có khi là mua được cả ác huy hiệu tướng Mắc Binh ấy, không biết có phải đùa không. Bởi vì nguyên cái Xét Kim Xà anh em nhá, nguyên Xét Kim Xà Tướng này anh em giao dịch được này, bây giờ tôi thề với anh em, nhiều ông tâm huyết ông mua tầm khoảng 1-2 triệu hay 1,5 triệu, 2 triệu một món kim xà luôn, cả set của nó rơi vào 4-5 triệu luôn là chuyện bình thường. Mà cái set thể lực này là rất là hiếm đấy. Rồi ok, thì không nói nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ review từng món cho anh em. Thì cũng là nhớ lại từng cái món trang bị ngày xưa. Ok, thì đầu tiên thì ác này là vô môn phái. Tôi xem cái set đó là set sức lực trước. Cái set này rất là dị này anh em. Ngay đầu tiên anh em thấy cái chữ dị của nó, dị thần cân này, dị thần cân này, long bá ô kim này, long bá ô kim y, kim y này. Full set sức lực 100. Sức lực này thì không phải là set thể lực anh em nhá. Xét sức lực này một số anh em đã hiểu nhầm ấy. Có hôm nọ thì anh em nào hỏi tôi là ở cái xét sức lực này thì là đeo thế này lên full 300 thể lực chạy lăng ba thoải mái, à 400-500 thể lực chạy lăng ba thoải mái. Không phải, xét này là cái xét mà tăng cho độ nặng và hành trang này anh em, 3K1 này anh em nhìn tôi tháo thế này, còn 3K 3040 này đấy. Thì đây là xét sức lực tăng độ nặng cho hành trang anh em nhé, full xét sức lực 100 điểm luôn, 6 món luôn anh em. Và cái set này thì nói chung là nó rất là kinh khủng rồi. Và set này thì tăng độ nặng cho hành trang thêm 600 anh em nhé. Rồi, tiếp tục rồi. Cái này thì set sức lực tôi giới thiệu cho anh em. Cái này bùa, hình như là bùa ác này chủ ác chắc có lẽ là đập đồ rồi. Đập đồ chắc có lẽ là hôm nào thì tôi sẽ mượn để tôi thử đập đồ set này cho anh em xem thử. Đó. Ok, bây giờ tôi sẽ review cái dàn vũ khí nguyên tử một thời đây. Giá trị một thời đó, đầu tiên đó là cây bỏ qua phòng ngự 19%,
gân cốt đối phương giảm 40. Vâng, cái này thì lại chất rồi. Cái này thì hôm nọ đợt trước thì tôi cũng làm clip review rồi, nhưng mà hôm nay thì tôi sẽ làm clip khác một tí anh em. Tổng hợp tất tần tật từ A tới Z luôn, toàn vũ khí thôi anh em nhé. Bỏ qua 19% một thời. Vâng. Tiếp ở đây thì ác này sở hữu dàn thương. Dàn thương nói chung là đỉnh cao nhất rồi. Đều bỏ qua 19 và duy trì ác này là thu thập đầy đủ rồi. Của võ lâm truyền kỳ 2 là làm cho ác này hết rồi anh em. 19% này. Phân cốt đối phương giảm 40 và đam là thương này cộng 14 luôn. Dùng tiểu định hồn không cần đại định hồn luôn. Đấy, rất là chất lượng. Ngoại công 631 điểm. Cái thương thứ hai cấp 76 đại hào lôi thương cũng bỏ qua 19%. Nhưng mà thân pháp đối phương giảm 15 và khiến đối phương giảm linh hoạt 30. Và cái thương thứ ba 19% và ba cái thương 19%. Đâu, bỏ qua 19%. Nhớ ngày xưa tôi cứ nhớ huyền thoại Ali Mac của tôi. Ali Mac cầm cây thương bỏ qua cầm cây thương sau đó là cầm sách trên mình sách thiên chi tàng kiếm anh quỷ chấn phái đi chiến trường. Cây thương này 15% luôn, cộng 15 luôn anh em. Đấy. Và bỏ qua 19% chỉ có một dòng thôi. Tiếp tục đến dàn thương. Vâng, hiện tại thì ác này đã sắp xếp rất là chuẩn mực khi mà có dàn thương đầu tiên và có cả dàn bao tay. Vâng, tiếp tục đến một cái thương người ta gọi là hài vãi đạn của võ lâm 2 khiến đối phương bỏ chạy 17%. Thì cái dòng mà khiến đối phương bỏ chạy này thực ra thì giám định tôi nghĩ là khi mà đánh người ấy, đánh người thì chắc có lẽ để cho nó vui thôi. Bởi vì anh em nếu anh em chơi võ lâm 2 thì chắc là không biết về cái óp khiến đối phương bỏ chạy. Thì óp khiến đối phương bỏ chạy thì hình như là nó chỉ có tác dụng cho quái xanh thì phải, quái dòng xanh thôi, chữ xanh thôi, chứ không có tác dụng cho người mới cả quái bình thường thì phải. Tôi nhớ không nhầm là như vậy. Khiến đối phương bỏ chạy 17%, tức là có tỷ lệ xác suất 17% khi mà quái xanh nó tác động vào hay mình đánh tác động vào thì nó sẽ bật ngược 180 độ quay trở lại, đúng không ạ? Thương cộng 7, vâng, 17% luôn anh em. Khiến đối phương, bình thường tôi thấy là tôi giám định ở bản thiên môn trận ấy, hay là một số bản ấy, thì nó chỉ là 5% thôi. Đây, chơi khoảng 17% luôn. Rồi tiếp tục là một quả thương. Ở cái này thì có lẽ là cũng không xa lạ với anh em. Cái này thiên môn trận thì nhiều rồi. Cái này thương hình như là thương sư môn 3, đúng không ạ? Thương sư môn 3. Ờ, tâm thủ không thể sử dụng. Rồi, và cuối cùng đó là một quả thương không thể quên được, đó chính là thương hủy sinh được đối phương 35%. Hôm nọ thì tôi cũng đã làm một set vũ khí, đó là bỏ qua phòng ngự, và có cả vũ khí đó là nguyên tử, đó là hủy sinh được đối phương rồi. Đấy, cho anh em rồi. Ok, dàn thương đã xong. Dàn thương chất lượng 14-15 đã xong. Và tiếp tục tôi sẽ trải nghiệm cho anh em đến Ngọc. Ngọc đây thì anh em cũng lại biết rồi. Đây Ngọc sư môn 3 đúng không? Ngọc sư môn 3. Ba Ngọc sư môn 3 anh em. Sức mạnh đối phương giảm 40 này, nội công linh hoạt này. Sức mạnh đối phương của anh em mà đeo cái này lên ấy, đeo cặp sức mạnh này, nó giảm cho 80 này, cộng thêm cả quả ngân cốt đối phương giảm nữa. Vâng, toàn giảm nhau thôi, toàn giảm nhau thôi. Đấy. Ok, tiếp tục tôi review một quả kiếm anh em ơi. Vâng, kiếm hủy sinh được đối phương 20%, phòng thủ nội trừ 13%. Kiếm này tôi cũng đã quay rồi, bây giờ tôi muốn cho anh em chiêm ngưỡng lại một lần nữa cho để anh em nhìn có cách nhìn nó rõ hơn, được chưa ạ? 13% và hủy sinh được 20%. Nhớ ngày xưa mà kiếm này mà thời 2009-10 cũng hiểu là bao nhiêu tiền luôn anh em. Anh em phải hình dung là bởi vì tại sao? Bởi vì là cái dòng trừ nội 15% là cao nhất, 13% giám định ra rất là khó rồi. Và ông giám định được quả 13% thì vãi cái đạn luôn rồi. Chẳng biết là giám định hay là dây, nhưng mà nói chung kiếm này vãi đạn thực sự, và ngày xưa nó là vãi đạn đó. Và tiếp tục chương trình thì mình xin review đến cái dàn đó là bao tay. Cái dàn người ta gọi là anh em mong đợi nhất võ lâm truyền kỳ 2, bởi vì tại sao? Bởi vì anh em chơi nhiều hệ phái Thiên Long Quyền thì nó sẽ là như vậy. Đây chính là dàn bỏ qua phòng ngự 19% và 22%. Mà hiện tại thì chủ ác đã chuẩn bị sẵn sàng cho tôi rồi. Vâng, 756 đam, vâng, cộng 15, đam là 756, vâng, bỏ qua phòng ngự 19%. Cây thứ hai tiếp tục bỏ qua 19, kiểu như là anh em sinh đôi ấy, giống hệt nhau luôn, 759, 756 ấy. Cây thứ ba là bỏ qua 10%, và cái này thì có lẽ là giám định rồi, cái này chắc chắn là giám định rồi. Gần như là 1 tỷ% là giám định rồi. Nó giống kiểu tôi giám định bên thi môn trận mà ngày xưa bỏ qua phòng ngự 10% là cao nhất đấy anh em. Đấy, bỏ qua 10% được tập trung 8%, thời gian đối trận tấn công là 20%. Rất là tuyệt vời cho một cái dàn bao tay này. Tiếp tục có một quả bao tay, đó là trừ nội 13% ở trường ngoại này. Này tôi thề với anh em nhé, không hiểu sao kiểu gì mà giám định quả bao tay này vãi cái đạn. Anh em thử hình dung mà ngày xưa khi mà cái nội phòng chỉ rơi vào tầm khoảng, bởi vì là
đồ ngày xưa của các ông là đồ nó cộng nó thấp ấy, tức là những ông ấy chỉ cộng 3, cộng 4, cộng 5 thôi thì nội ngoại phòng nó chỉ rơi vào mười mấy đến 20% thôi. Anh em hình dung ấy, quả bao tay này, bao tay này dùng cho thiếu lâm quyền cũng được, mà dùng cho cái bàn quyền cũng được, dùng cho hệ phái nào cũng chơi được luôn, kiểu gì luôn. Phòng thủ ngoại trừ 15%, phòng thủ nội trừ 13%, đấm cho nó đấm cho trừ cả nội lẫn ngoại, sợ thực sự luôn. Quả bao tay chất lượng đấy. Thì tiếp tục đây, phòng thủ nội trừ 15%, đây là cái bao tay giám định mà kiểu tôi hay giám định bên thi môn trận này, trừ nội 15% bằng giá trị một thời rơi vào tiền triệu này anh em ơi, rơi vào tiền triệu này đấy. Rồi ok, đã xong rồi, dàn 19%, dàn bỏ qua 10, bao tay trừ nội ngoại 15% rồi. Và chúng ta có đến một cái bao tay tiếp theo, nó bỏ qua 16%, cũng rất là huyền thoại và giá trị và chất lượng. 16%, vâng, đam là 759, tôi thì thấy giống ở trên đây, 759 này giống cái bao tay này này, đam giống hệt nhau này. Vâng, hai cái bao tay bỏ qua 16%, đúng không ạ? Ba cái bao tay bỏ qua 16%, rất là chất lượng. Vâng, cuối cùng chính là cái bao tay lê lê địa ngục. Ôi, ông nào giám định chất lượng hay ông nào chế được quả hủy sinh lực đối phương 35% này, hai cả hàng luôn. Rồi, đã đến xong dàn bao tay rồi, xong ở hành trang rồi, tôi tiếp tục đến cái phần thủ khố. Phần thủ khố là cái mà tôi rất thích đây rồi. Vâng, rồi anh em tôi sẽ lôi cái xét, đó là xét thể lực ra. Đây mới chuẩn là thể lực này anh em. Hồng phỉ thúy hộ thân gì đó, hồng phỉ thúy hộ thân, mẹ đọc được thiếu bố cái chữ cuối, có lẽ là dòng hơi dài. Xét thể lực cộng 70, xét này tôi được biết là cái cặp ngọc này rất là giá trị trên thị trường này, rất là hiếm này anh em, cho vô môn phái đeo vào chạy này. Rồi đây rồi, xét thể lực, nhưng mà cái xét thể lực này không đeo được, bởi vì cái này bởi vì là cái này là ấy rồi, cho làm tiêu chuẩn xét thể lực cộng 100, đây mới là giá trị này. Lại còn không chơi thì đéo hiểu kiểu gì luôn anh em ạ. Nó vãi đạn ở cái chỗ từng ly từng milimét khi mà thể lực cộng 100, đúng không ạ? Bằng xét này, xét cộng 15, không chơi tiểu định hồn, không chơi đại định hồn, cộng lên 15, tôi kéo hiểu kiểu gì. Lại còn thể lực cộng 100, đẹp như tranh vẽ vậy, sợ thực sự. Tiếp tục là một quả bổng liệt diệm đây, tôi đeo thử cho anh em xem. What the fuck, tôi không đặt được nhỉ. Rồi. Nặng hành trang quá rồi anh em, nặng quá rồi. Cái này anh em bỏ vào, cái anh em bỏ ra mới đeo được. Đấy, nó là như vậy đấy. Thì thể lực nó là 188 điểm luôn anh em. Anh em nhìn nhá, đây này, nó là, tôi chết mẹ, lại lặng dương rồi. Rồi, sợ quá rồi. Và thể lực là 328 điểm anh em ạ. Thể lực 328 điểm. Ui ôi, nặng hành trang gì đấy, 2959 và 2840, tôi chết rồi. Tôi phải cất vào trong đây đỡ đi anh em. Từ từ đã, tôi tạm thời tôi cất vài món đã. Mấy cái này nặng quá anh em ạ. À không phải, mà tôi cất cái này là cái này sức lực mà. Chờ tôi tí, rồi tôi xem lại nhá. Ôi bây giờ anh em có thấy 328 điểm thì chạy được Tết không hết tháng 3 được. Vâng, xét kim xà đây anh em, xét kim xà tướng đây. Bây giờ thì không còn kim xà tướng để đổi nữa rồi. Thì anh em biết là kim xà nó như là nó không cho đổi từ năm 2014-15 gì đấy. Thì khi mà Vinagame, tức là nó không cho anh em đổi kim xà tướng nữa, chỉ cho kim xà xoái thôi. Và bây giờ kim xà tướng coi như là một vật phẩm rất là hiếm này anh em, bao gồm có 4 món này anh em. Đầu tiên đó là áo tròn lưu tướng, thứ hai đó là áo tròn tông tướng cộng với hai luôn, thứ ba là chiến hài tông tướng, cuối cùng là cái huy chương tông đấy. Đấy, một xếp tướng. Rồi tiếp tục đến cái dàn đó là đại việt, ở xếp đại việt của kỳ đại việt, đại việt kim sa của cổ sư chuyên tông, ở xếp cũng tương đối là lâu đời rồi. Thứ hai đó là trượng. Đây thì anh em thấy là cái trượng này thì nó sẽ kiểu hình ảnh, nó sẽ giống đối với những cái hình ảnh của vũ khí 96 ấy. Vũ khí 96 đại việt này, giống viên ảnh trượng, giống cả luôn ảnh trượng, đại việt in chẳng đấy. Rồi cổ thương này, đến của đường môn này, của cái băng bổng này, của cái này là của võ đăng kiếm này, cái này là của cổ sữa, cái này là của đại việt, đại việt yên trảng, từ cổ sư đại việt trảng nguyệt, và đây là đại việt yên trảng. À hai cái này khác nhau, độc sát 400 tăng 40, nội công tăng 40. À vâng, cái đại việt yên trảng ngon hơn anh em ạ.
Đại Việt. Chẳng Việt không không ngon mà. Huyền Yên Kiếm này. Vâng, anh em thấy là cái lại off thấp hơn so với cái Đại Việt Yên Trảm. Chắc chắn Đại Việt Yên Trảm ngày xưa nó sẽ đắt hơn rồi. Thân phát sức mạnh này, Yên Trảm này anh em. Rồi đến cung này. Giờ cung này, bao tay của Thừa Lâm Quyền này. Đến bút Thái Hư của Võ Đăng, giống của Võ Đăng Bút này, giống bút Thái Hư này. Đến Nga Mi Đàn này. Đến vâng, hết chưa nhỉ? Chưa có Nga Mi Kiếm đúng không? Chưa có Nga Mi Kiếm này của Võ Võ Đăng Kiếm có rồi này. Của Hiệp Độc chưa có này. Đấy, cũng thiếu một số cái thôi. Mà tương đối là đầy đủ rồi. Viên Đề này, trừ ngoại 15%, nội lực tiêu hao 6%. Cung 86 ngoại 4%, cung này không phải là anh em nhá. Thế cái gì nhỉ? Tôi thấy là có một cái điều là anh em này, cung này nó còn tuyệt vời ở chỗ là anh em biết cái bản thì muốn trận đấy. Thì anh em đa phần anh em chỉ cái vũ khí là bỏ qua phòng ngự, rồi ngoại công tăng 15%. Đấy. Chỉ ở cái riêng cái vũ khí này nó thôi. Còn nếu mà anh em chế cái ngoại công tăng này thì không chế được. Bởi tại sao? Bởi khi anh em rút linh thạch ra, nó sẽ là đối phương, như vậy là nó không thể chế được cái ngoại công biết. Anh em cung 96 trừ ngoại 15 công tăng 14 tiếp tục cung vip luôn anh em. Cung vip không phải là không biết có phải giám định không. Được đối phương tiêu 6% rất là tuyệt vời. Rồi cung long khẩu hủy sinh lực áo hủy hí anh các bạn quên để bảo hủy sinh lực phòng thủ ngoại trừ 13 giảm 3%. Cung long khẩu hủy sinh lực 30%. Giàn hủy sinh lực. Rồi đến thiên ngoại tiên tiên. Cái này là của đường môn. Đường môn là hủy sinh lực đối phương 30-35%. Vâng. Cứ nhớ đến 35% là tôi lại nhớ đến huyền thoại Hồ Nhật Đao. Hồ Nhật Đao. Vâng, mấy cả huyền thoại. Huyền thoại đó chính là Nga Minh Kiếm ở Hoàng Long đó, đúng không? Bị sử dụng sở hữu chiếc hủy sinh lực 35%. Rồi đến cái đàn thi nhiên review rồi. Bỏ qua phòng ngự được 2% của 14. Huyền Thiết Trọng Kiếm 25% của Võ Đăng Kiếm. Huyền Thiết Trọng Kiếm tiếp 30% cộng 7. Huyền Thiết Trọng Kiếm tiếp Huyền Nghiên Khí Đối Phương 35%. Đấy, Huyền Nghiên Khí Đối Phương 35%. Thiên Cơ Huyền Sinh Đối Phương 35% của Võ Đăng Bút này đúng không? Sở hữu chút này Võ Đăng Bút này. Thiên Tiêu Vĩ Tiêu Vĩ Huyền Sinh Đối Phương 35% bằng giảm Huyền Sinh Đối Phương chất lượng. Đến Thiên Phần Trượng Nguyễn Sinh Lực đối phương 35% của Thiếu Lâm Trượng. Hay phải Thiếu Lâm Trượng. Quá là chất lượng. Bá Vương Nguyễn Sinh Lực đối phương 35% của Thiếu Lâm Đam. Đúng ạ. Quá là tình cảm và chất lượng luôn. Âm Dương Ấn bao tay này có lẽ là có thể là ở sự kiện đóng dương. Có anh em. Bao tay sự kiện đóng dương. Bao tay 96. Nha Kiểu. Này thì không có gì. Dược Sư Trượng phòng thủ nội. Có lẽ là những cái trượng này là sự kiện đấu thương. Tôi nghĩ là như vậy. Hình sinh cũng 20%. Sát xuất chưa 8%. Tiếp tục Thương Nâu. Thì nghĩ khi đối phương huy sinh được đối phương chưa ngoại 5%. Rất ngon. Đấy. Ngày xưa có thương này thì thôi bá đạo rồi. Thần Hành. Trừ ngoại 13%. Lôi được đối phương tiêu hóa 4%. Đến là Thiên Tôn. Bỏ qua thông ngữ 7. Trừ ngoại 3%. Ngày xưa ông nào dám định. Quả đao của hiệp độc này thì lại chùm rồi. Lại chùm server rồi. Đấy. Vừa có bỏ qua vừa có trừ ngoại. Cái lúc mà tôi dám định bên thương môn trận là tôi chỉ có mong được cái quả vừa có bỏ qua vừa có trừ ngoại này anh em này. Đấy. Rồi. Đến khiến đối phương bỏ chạy của cái băng bổng Thiên Xà Côn. Thiên Xà Côn. Mục Kiền Liên Trượng. Hủy sinh được đối phương 15%. Công tăng 17 kháng tất cả 18. Liệt Diệm này rồi, bỏ qua phòng ngự 20%, kháng tất cả 18. Toàn Dư, bút của Võ Đăng Bút, phòng thủ ngoại trừ 13%. Gần cốt tăng 20, nội công tăng 20. Rất là chất lượng. Ở trong đây thì rất là nhiều những cái đào này, măng cụt này. Rồi những cái em ngày xưa. Thì đây, những cái event này, giấy ngũ sắc này, nguyên liệu ngày xưa luôn anh em. Từ thời đồ chơi khoảng 1 tháng 6 này. Toàn từ thời Phá Đa Ông, cái chuồng. Sức lực 100. Còn tôi sẽ đeo lấy lại xét này anh em. Thể lực 328 đã phục hồi đầy đủ rồi. Đấy. Tôi sẽ cất cái này đi.
qua phần 16% tôi sẽ lôi ra lại này. Sức lực cộng 100 này. Bởi vì đeo lại để lấy ấy anh em. Vâng, anh em tính giá trị của bác này luôn đi. Vâng, đây còn cái trang cuối nữa được cơ. Bỏ qua 16 này, tôi lấy tôi cất ở đây. Đấy. Chắc táng kiếm này, cộng 10 luôn này. Úi giời. Khê Vân này. Gì đây? Ủa. Sức lực cộng 100 luôn này, kiếm hỏa tinh này. Tiểu đỉnh hồn kháng long thủ này. Đủ. Ok, có lẽ là đồ đạc đã đầy đủ rồi. Tôi sẽ nhẫn kim cương giám định xịt này, tăng kiếm bảo châu này, thể lực cũng 70. Ui ôi, ui ôi, toàn đủ thể lực luôn. Vâng, quá là chất lượng. Xếp tăng kiếm này, ok, clip của mình dừng lại tại đây. Cảm ơn anh em theo dõi nhé. Hẹn anh em các clip tiếp theo. Anh em thấy hay cho để lại một like. Cảm ơn anh em nhiều. Bye bye mọi người.